Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với channel của Thanh Tâm Audio. Bộ dàn ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến các bác không còn nạ nẫm gì so với đối với những anh em đã theo dõi cái kênh YouTube của em. Đây là một cái bộ dàn đến từ thương hiệu Panasonic với cái tên mã là PMX5, được mệnh danh là vị vua tiếng bass trong dòng mini nói chung. Theo cái trải nghiệm của em thì chưa một bộ mini nào cùng kích thước như nó có khả năng tiếng bass chắc và sâu như cái bộ dàn này. Bộ dàn này bên em đã bán rất là nhiều, cách đây khoảng 2-3 tháng trở lại đây thì hàng nó cũng khó mua và khó khăn lắm em mới kiếm được một bộ PMX5 với cái tầm giá vừa về cho anh em chơi. Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua một chút về cái độ mới cũng như là cái công nghệ mà cái bộ dàn này nó có, để anh em có thể chưa xem những cái video lần trước của em thì có thể tham khảo về cái chất âm của bộ dàn này. Khi mà các bác tìm hiểu về cái dàn âm thanh mini nói chung thì các bác cũng có thể dễ dàng nhận thấy là trong cái thương hiệu Panasonic ấy, người ta sẽ sản xuất rất là nhiều những cái bộ dàn phân khúc giá rẻ tầm trung hướng tới khách hàng, và những cái phân khúc cao cấp rất là ít. Và đây là một cái bộ dàn thuộc phân khúc tầm trung với cái thiết kế cũng được trau chuốt hơn rất là nhiều so với những cái bộ dàn giá rẻ. Các bác có một bộ dàn PMX5 với một cái âm ni receiver CD với rất nhiều tính năng. Kèm vào đây là một cái cặp loa Buchsel 3 đường tiếng, có cái công suất hình như là 100W một kênh, rất là khỏe, có cái tiếng bass rất là khủng ở trong cái dòng mini nói chung. Thì bây giờ em sẽ zoom máy cũng như giới thiệu đến các bác những cái hình thức của nó cũng như cái phụ kiện đi kèm. Bộ dàn này nó về đầy đủ những cái thiết bị như cái e-cang, các bác có thể thấy cái e-cang đây. Chỉ duy nhất một cái e-cang bên tay trái của em thì nó bị do vận chuyển nó bị gãy cái nhựa này, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì khi mà chúng ta lắp vào cái mặt này. Đấy là em cũng chia sẻ luôn thật với anh em, tại vì là em không thích là khi mà em bán hàng đi ở xa thì anh em nhận được một cái bộ dàn nó có hỏng hóc, hay là nó không hỏng hóc đến không hỏng hóc, nhưng mà cái hình thức nó để anh em có thể nắm rõ hơn trước khi ra quyết định mua hàng. Để mà một cái bộ dàn này thì em đánh giá tổng thể nó khoảng 90%, và bây giờ em sẽ zoom máy gần cho các bác xem luôn. Đây là chúng ta sẽ có một cái mặt của thiết bị được thiết kế bằng nhôm phay rất là đẹp. Con này nó có khả năng chơi cả dock iPhone, như em đang cắm con iPhone 4S. Con iPhone 4S ở đây thì nó đang chơi nhạc sàn, nhạc remix rất là mạnh. Hiện tại thì nó đã về buổi đêm rồi, vì thế em sẽ không mở, không em cũng không dám mở cái mức âm lượng nó quá to để ảnh hưởng đến hàng xóm. Các bác rất thông cảm. Cặp loa này bây giờ em sẽ xoay cái bàn xoay này để các bác có thể tham khảo, và em sẽ dừng lại ở chỗ điểm nào mà em sẽ dừng lại ở cái điểm nào mà nó bị xước cũng như là nó bị móp nhé. Cũng rất là lâu rồi mới mua được một bộ dàn PMX5 như thế này. Ok, các bác đợi một chút. Ok, các bác có thể thấy là đây nó cũng bị móp một chút do cái quá trình vận chuyển. Đây cũng bị xước một chút nhẹ thôi. Nói chung là so với cái bộ dàn khác ở shop của em thì nó là một cái bộ dàn có hơi bị xước và móp một chút, nhưng mà so với những cái bộ dàn khác trên thị trường thì nó cũng có hình thức là tương đối là đẹp. Ok, chúng ta sẽ có cái mặt sau của thiết bị nó như thế này đây. Đó, các bác có thể thấy là PMX5 có thiết kế rất đơn giản thôi, nó chỉ có một đường line in vào, và cái trở kháng của loa nằm trong khoảng 3 ohm và công suất mỗi một bên là 100W các bạn, trong cái loa bé như thế thôi. Chúng ta sẽ về mặt trước của thiết bị. Bộ dàn này nó về kèm khiển học nha các bạn nhé. Thì một cái điều khiển học thì nó sẽ cái hình thức, nó sẽ có cái hình dáng như thế này. Em sẽ có một cái video chi tiết hơn về cái điều khiển học này để anh em có thể nắm rõ hơn tại sao lại đi mua đồ âm thanh này anh em cứ hay nói khiển học với khiển zin, thì khiển học với khiển zin nó sẽ khác nhau như thế nào, thì em sẽ có một cái video chi tiết. Ok, chúng ta có một cái mặt tiền tổng thể rất là đẹp với đầy đủ hai cang đi kèm, một cái loa Buchsel 3 đường tiếng với cái kích thước bát nó về khoảng 13-14cm. Cái củ bát này rất là to và nặng các bạn nhé. Đó, các bạn có thể thấy rất là đẹp. Và hiện tại em đang chơi nhạc từ cái điện thoại iPhone 4S cắm vào dock. Chúng ta sẽ có những tính năng như sau. Chúng ta sẽ còn khả năng đọc được USB này, và chỉnh bass chép lên đến nấc 4, và một chức năng đi bass. Đây là khai CD. Đó, các bác có thể thấy con này trang bị cái công nghệ Eco Idea, công nghệ xanh, tiết kiệm nhiên liệu đấy. Em đoán nó là như cả một mạch Class D thôi. Đây là cái điều khiển học của thiết bị. Điều khiển học thì nó có hình dáng như thế này, và nó cũng có đầy đủ những cái tính năng như cần thiết, như các bác có thể tăng giảm âm lượng này, đổi xuộc cũng như nick bài nhanh của CD, ra băng cũng như là stop và play. Các bác có thể thấy cái tiếng bass của nó rất khủng và chắc. Hiện tại ban đêm em không dám mở to cái thiết bị này. Các bác rất thông cảm.
Thử cho các bác một chút về cái chất âm, về cái đọc iPhone. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test CD. Okay, bây giờ em sẽ test khả năng chơi CD, chơi từ USB nha các bác.
Ok, vừa rồi là em có giới thiệu cũng như là test qua một chút về cái chất âm của cái bộ dàn PMX5 của Panasonic cho các bác có thể tham khảo. Bác nào đã quan tâm cũng như là đã gọi điện mà dặn em về cái bộ dàn này thì có thể liên hệ ngay với em để có thể là mua cái bộ dàn này. Tại vì cũng có nhiều bác dặn mà điện thoại em đổi em lại quên mất hết số rồi. Các bác rất là thông cảm. Bộ dàn này đang được bán với cái giá là 4,5 triệu kèm cái điều khiển học đi kèm. Ngoài ra thì những cái thiết bị như dây loa cũng như CD test thì em vẫn tặng cho mọi người như bình thường. Các bác có thể ấn theo dõi và đăng ký kênh YouTube của em để tham khảo nhiều video hơn về những cái bộ dàn âm thanh mà em sẽ cập nhật trên kênh. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.